Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Tú để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai ha. Đế là rất là đẹp nhưng quý vị, giá thì mình thấy ghi trên cây nè. Giá mini không có gì ơi, giá nhỏ ha, dễ chơi, dễ chốt. Đặc biệt là lô này đế rất là đẹp. Đế chuẩn bonsai cho quý vị mình chơi ha. Quá xinh đẹp quý vị ơi. Đế chuẩn bonsai cho quý vị mình chơi ha. Rồi, chào Tú. Rồi, chào Tướng ha. Chào cô chú anh chị đam mê mai vàng cả nước nha. Nam tiếp tục giao lưu cùng cô chú anh chị mình 40 phôi mai nữa ha. Chương trình bán của em cũng như xưa giờ cô chú anh chị, bao sóng bao xếp cô chú anh chị toàn quốc nha. Rồi em tiến hành vào cây đầu tiên cô chú anh chị ơi. Mã số đầu tiên của clip ngày hôm nay là mã số 41 ha cô chú anh chị. Rồi, mã số 41 đây quý vị. Rồi, chiều cao 30. Hoành 13 cô chú anh chị. Đó, đế nơm ha, dáng hơi siêu. Đâm chồi nảy tược hết rồi cô chú anh chị. Là cụ đế quý vị. Để nơm cụ nở luôn. Rồi mã 41 này em giao lưu cô chú anh chị 200 ha. Rồi, số cây luôn 200 ngàn. Số 42. Cao 30. Hoành 14, cụ hay nở nở, cụ 20 ha. Rồi, cụ đế quý vị. Rồi mã 42 cây này cũng 200 ha cô chú anh chị. 200. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 43. Rồi, 43. Cao 28. Hoành 15. Tay cành có thôi. Rồi, đế quý vị. Đây cũng kính đế luôn ha. Mã số 43, cây này cũng 200 ngàn luôn ha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Cây đẹp cũng có 200 quý vị. Mã 44 luôn. Cao 20. Hoành 12 cô chú anh chị. Rồi 12 hoành. Để đẹp qua đây. Để tứ diện luôn ha. Chơi bonsai mini để bạn hết ý ha. Dạ. Rồi mã 44 cây này em giao lưu cô chú anh chị 200 ngàn luôn. Rồi xuống cây luôn. Mã 45. 45. Cao 30. Hoành 13. Tay cành đều ha. Phơm cái tàn dù. Để nơm sổ luôn. Rồi để đây. Dài luôn vậy. Dạ. Thôi mã 45 cây này em giao lưu cô chú anh chị 250 ha. Rồi xuống cây luôn 250.000. 46 cao 24. Hoành 14. Rồi mã 46 cây này 250 luôn ha cả nhà. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã 47. Cao là 19. Hoành là 16. Đấy này, mặt nào không có đế ha. Mã số 47, cây này em giao lưu của chú anh chị 300. Cây đẹp ha quý vị. 300 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 48. 48. Cao là 29. Hoành 16. Mình về phơm tàn dù chơi ha. Mã cũ nở, đế nơm luôn. Rồi cây 48 này em giao lưu cả nhà giá 300 luôn ha. Rồi 300 ngàn. Rồi mình lên 49 luôn. 49. Để quay quái nè quý vị. Cao 28. Hoành 13. Cái củ nở ha. Còn nhỏ mà củ nở. Dạ. Củ đế đẹp. Xài hết đi. Rồi mã số 49 cây này em giao lưu cả nhà giá 300 ngàn luôn ha. Rồi 300. Rồi xuống cây luôn. Mã số 50. 50. 50 đúng rồi. Ừ đúng rồi. Cao 24 ha. Hoành 13. Đó, dáng siêu phong ha. Chân trống chân chiều đầy đủ luôn. Rồi mã số 50 300 luôn ha cô chú anh chị. 300. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã 51 cũng là một em siêu phong luôn. Cao 30. Hoành 14. Đây là tầng 1 nè. Dáng mẫu tử ha. Cây nhỏ viên ha. Nhỏ ra tược luôn rồi. Nào cô chú anh chị muốn để về chơi ấy, không về tách ra, chơi vô chậu gọn gọn á. Chơi hai cây. Rồi mã 51, cây này em giao lưu cô chú anh chị 350. Rồi 350 ha. Rồi xuống cây luôn. Số 52. Cao là 28. Hoành 15. Còn đế nha, đều luôn ha, mặt nào cũng có đế cô chú anh chị, tay cành thì có luôn. Rồi mã số 52 250.000 ha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn, 250.
mã số 53, cao là 29, hoành 16. Rồi, để luôn rồi quý vị. Mã số 53, cây này em giao lưu cô chú anh chị giá 250 luôn. Rồi, 250 quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 54, cao 35, hoành 13. Kỳ trực quân tử ha, tay cành đều luôn. Rồi, để đây. Cái mặt nào không có ha. Rồi, cây 54 này 250 luôn ha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Số 55, cao 50, hoành 15. Đó, tay cành cũng được. Củ nở đế nơm cắm ha. Rồi, củ đế rồi quý vị. Rồi, mã 55, cây này giao lưu cả nhà giá 200 ha. Rồi, xuống cây luôn. 56, cao 39, hoành 13. Này liền cây ha. Đâm tược hết rồi cô chú anh chị. Rồi, để này quý vị. Mã số 56 này 250 ha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn, 250.000. Mã số 57. 57. Cao 37. Hoành 15. Rồi, để luôn. Rồi, mã số 57, cây này em giao lưu cả nhà giá 250 ha. Rồi, xuống cây luôn, 250 quý vị. 58. Bộ đế. Cây này hoành nhỏ, bộ đế rất đẹp, cao 40. Hoành 12 yếu miếng nha cả nhà. Này, chạy bằng sạch hết dạ. Ý ha. Này, gì nghe cái bộ đế chân nó nè. Cắm cắm xuống không ha. Rồi, mã số 58, 300 hết cả nhà. Rồi, 300. Rồi, xuống cây luôn. 59 luôn. Cao là 25. Hoành 12. Rồi, để đây quý vị. Quá xa để ha. Rồi, mã số 59, 250.000 luôn hết cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. 60. Cao 30. Hoành 13 hơn. Để em đặt đế luôn quý vị. Quá xa bộ đế ha. Tay cạnh có ha. Rồi, để đây rồi quý vị. Rồi, mã số 60, cây này giao lưu cả nhà 350 ha. Hết cái bộ đế luôn, tử diện luôn. Rồi, xuống cây luôn. Số 61, cao 39, hoành 14. Rồi, 14 hoành. Đó, để cũng đặt luôn. Tay cạnh có luôn quý vị. Đâm tược hết. Còn nhiều nữa ha. Dạ. Rồi, mã số 61, 250.000 luôn hết cả nhà. Để cũng đặt quá nè. Rồi, xuống cây luôn. 62, cao 40, hoành 14. Rồi, cụ đế rồi quý vị. Rồi, mã số 62, cây nệm giao lưu của chính chị 350 ha. Rồi, 350.000. Rồi, xuống cây luôn. Số 63. 63. Cao là 48. Hoành 14. Tay cành cũng khá cành. Tay cành cũng được ha. Kéo nhựa hết rồi. Đế đẹp quá nè. Đế đẹp ha. Rồi, mã số 63, 350.000 hết cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 64, tay cành cái này đều, để cái lực nè. Cao 50. Hoành 16. Rồi, 16 hoành, tay cành đều quá quý. Cốt cành to luôn ha. Để cộng cũng bự bự không nè. Rồi, mã số 64, 450.000 hết cả nhà chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 65. Cao là 40. Hoành thân 17. Rồi, cây 65. Mã số 65 này giao lưu cả nhà giá 300 ha. Rồi, xuống cây luôn. 300. Rồi, mã số 66. Cao là 35.
quanh 14 hơn. Đế to lực, mặt nào cũng có cô chú anh chị. Rồi, đế này quý vị. Rồi mã số 66, cây này giao lưu của nhà giá 350. Rồi 350. Rồi, xuống cây luôn. Số 67. À, đây quá nhiều quý vị. Quá nhiều. Trông giống thú ha. Cao 40. Quanh 15 cô chú anh chị. Này quý vị không thích trông cao thì cắt ngắn đi. Chân này là liền nha. Chân này liền nè. Đó. Đây có mấy khi con nhỏ nhỏ cũng là liền luôn cô chú anh chị, rễ mọc lên á. Dạ. Này chân đạt đủ. Dạ. Này là rễ mọc lên nè. Đây. Dạ. Liền lên hết rồi. Có mấy cái hai chọc đàng hoàng. Rồi 67 này giao lưu của chính chị 400 ha. Rồi 400. Rồi. Ok, viên đế quá ha. Dạ. Rồi 68. Cao 33. Quanh 17. Đó này về phơm thằng dù chơi cây đấy là thằng dù ha. Ok ha. À, tuyệt vời luôn. Nồi đế thì khỏi chê. Đây đây. Rồi mã số 68 450.000 hết nha. Em này mắc ngủ cái này nó bún bún dạ, hết, bún hết rồi cái đỉnh lại ha. Dạ, lấy đỉnh lại. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mã số 69. Đặt luôn, đặt luôn. Cao 50. Quanh 17. Cái gì tay cành. Đặt cái tầng này ha. Đều hết luôn. Cũng ra tược hết rồi. Rồi, dạ. Đây. Rồi mã số 69 ha. Đó, cây này giao lưu của nhà 350. Đấy cũng đặt mà tay cành cũng đặt ha. Dạ. 350. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mã số 70. Rồi 70. Cao 50. Quanh 18 quanh. Tay cành đặt kẹo luôn. Dạ. 18 quanh. Tay cành đều đế lực luôn. Tay cành đặt luôn. Rồi đế luôn. Rồi mã số 70 ha, cây này em giao lưu cô chú anh chị 350 luôn. Rồi, xuống cây luôn, 350. Số 71 cây rồi, này đế đẹp lực nha quý vị, tay cành cũng ok quá đây. Cao 30. Cây này liền cây ha. Quanh 16. Chuyên chống chiều đầy đủ ha. Tay cành thân đế nhìn thấy cây này đẹp quá. Rồi, quá duyên ha. Rồi mã 71 cây này em giao lưu của nhà 450 ha. Rồi, quá viên cây. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 72. Lùng lực luôn. Cao 30. Quanh 17. Rồi, 17 quanh. Để luôn à quý vị. Để kính đế quá đây. Kính đế luôn. Cộng bự không. Rồi, mã số 72. Cây này 400 hả cô chú anh chị? Rồi, xuống cây luôn. 400 ngàn. Một em chân dài. Mã số 73. Cao là 50. Quanh 14 hơn. Rồi, 14 được. Một em trực thay cành có ha, chân có dài luôn. Bộ đế thì đều đây. Luôn ha. Chân này. À. Dài thâm thượng luôn. Rồi mã số 73 này em giao lưu cả nhà giá 500 ha. Rồi 500. Rồi xuống cây luôn. Rồi 74. Khổ đế vô luôn. Cao 50. Quanh 16. Rồi 16 anh nào quý vị. Bộ đế kính luôn ha. À, này một khối luôn. Đặt để qua đây rồi quý vị. Rồi mã số 64 cây này giao lưu cả nhà giá 400 ha. Rồi 400. Ê 74 cả nhà. 74 ha. Rồi, cũng cây luôn. Rồi, em này quá nha, đẹp dạ. Nha. Rồi, cao 25 ha. Cái này như đang múa ba lê tung tăng ha. Quanh 17. Đây. Đó. Nhìn đẹp quá quý vị. Chuẩn bonsai luôn. Rồi đế cũng đẹp ha. Rồi cây 75, cây này em giao lưu cả nhà giá 500 ha. Đẹp quý vị, 500 ha, xứng đáng đồng tiền nè, đẹp. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mã 76. Cao 40. Quanh 19 ha. À, duyên dáng luôn, tay cành đều luôn. Tay cành dáng đế. Để đây nè quý vị. Này cái bộ đế cũng hay ha. Dạ, hai chân chịu luôn. Hai chân trước luôn. Còn mình
bự nữa. Rồi dạ, mã số 76 này 500 luôn hả cả nhà. 2 cây cái gì. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 77 cây này nu mình ha. Nu trúc. Dạ. Cao 39. Quanh 16. Rồi quý vị thích cái gu gọi là cái gu nu bắt trúc thì em này đây. À. Đó, mình nó ngẩn nhìn nó lạ cây. Nhìn kéo nhựa cái nha. Cây kéo lên nhựa. Để thì khỏi chê ha. Để đây. Rồi mã số 77 ha. Cây này em giao lưu cả nhà giá 500 luôn. Rồi 500. Rồi xuống cây luôn. Rồi 78. 78 luôn. Cao 50. Quanh 18. Để này cũng giữ như người quý vị. Dạ. Tay cành có luôn ha. Tay cành có. Lẹ chơi. Để đây. Để đây. Cộng lực lực. Cộng chản chản ha. Điều bầu luôn. Dạ. Rồi mã số 78 cây này cũng 500 hết cả nhà. Rồi 500. Rồi xuống cây luôn. À, này cũng đẹp nữa đây quý vị. 79. Cao 50. Còn 15. Tay cành đều. Tay cành đều luôn. Rồi để tiêu cơ. Cộng lực luôn. Dạ. Này bung cái tàn ra cái hết ý. Cành đều rang ha. Dạ. Rồi cây 79 cũng 500 luôn hết cả nhà. 500 vậy, cây đẹp. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 80. Cao là 47. Quanh 17. Rồi, 17 quanh. Tay cành đều luôn. Rồi để một khối luôn ha. Tay cành đây. Để em nói đây. Rồi, mã số 80. Cây này em giao lưu cả nhà giá 450 ha. Rồi, 450. Rồi, mã số 80 là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Cuối clip rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em ha. Để em có động lực tìm những cây đẹp hơn, giá hữu nghị hơn nữa. Về phục vụ cô chú anh chị nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị tiếp sau.